Lô lô nghe ba rưỡi hả? Ok, để mấy giờ ta đón tụi nhỏ? Thì chở về nhà nào. Con đi rồi đã, cho áp nó không có mặt ở đó 1:30 thì con về, con đưa bó đồ luôn, con không có đi quay lại. Vậy 1:30 ta đón nó, ta chở tụi nó về nhà luôn. À, con đặt bó nhà, ok Ok thôi, 1:30 đặt bó nhà luôn, Ok hết. rồi. Bye.